va a caer el tiempo. Nhẹ nhẹ tay em biết là cái nằm tay em làm từ từ sợ cái bình thường em làm từ từ đó. Nghe chị gần đây không gần nó gì đấy. Em nè cái to trước cái vàng là giữa tiết thế nè, ví dụ như chị chỉ ra được nhiều đấy nè, nhiều ít thế nào ít nè, gì là cái mặt cũng khỏe lắm, cái gì đĩa thì nó nhô nhô cái mặt cái khó chịu kinh lắm, đá to, nó nhô hẳn cái mặt, học buồn lắm luôn. Nhìn như hổng tui vậy, đó. Nó cái bự nó ít đau, cái nhỏ là nó hơi đau là từ từ. Cái này đã ngược với mùng kia, nó to là đau ít hơn cái nhỏ. Thường là cái nhỏ trời xíu ngoan xíu ngon lòng hết vô cái mũi cái này.
Lấy xe máy rồi kìa. À. Honda Civic. Thắp liền. Nó đi rồi biết mẹ nào tấp lìa để là biết mới đi rồi. Honda Civic màu đỏ không? Màu đỏ đây. Thầm thầm nó đây. Nhìn là biết nào thấy tấp lè là chỉ có biết là xe của chị Châu thôi. Thấy tấp kiểu chầm chầm thôi. Được, quay nữa đâu công ty đấy hả bố có. Chiều không có về. Đó là biết mình ta kêu mẹ Châu dẫn ô liền con này mù đá. Ê, tao tháng 5 mới thi mà. Tháng 5 mới thi luôn.